Xin chào các em nha, đây là gian hàng quần áo của shop Bếp GP. Và hiện tại shop có những cái mẫu mới như là quần short, quần rất là dễ thương luôn. Nhưng mà chị chưa có giới thiệu thì sẵn hôm nay chị sẽ giới thiệu cho các em biết ha. Còn những mặt hàng này thì các em đã biết rồi đúng không? Để chị nói sơ lại ha. Thì đây là cái cài tai thỏ. Đó, chỉ có 90 ngàn thôi ha. Và dây nịt nè, để đầu năm đi học á. Các em sẽ đeo dây nịt vô cho nó vừa vặn cái quần của mình và nó tạo điểm nhấn cho nó đẹp, là dây nịt 50 ngàn ha. Đầu dây nịt rất là dễ thương luôn, sáng chói luôn. Đây nha. Cái này là chữ Z nè ha, các em xem nè. Đầu dây nịt là chữ Z ha, thì chỉ có 40 ngàn, cái bản này là bản nhỏ nha. Đó, rồi là có cái hình như thế này nữa nè, cũng là 40 ngàn đồng. Rồi có cả cái màu hồng nữa nè. Đây nè, các em xem nè, màu hồng hay giống như là da trăng mà da hồng vậy đó. Thì đây là gian hàng dây nịt nha. Chị thì thường là chị lấy những cái mẫu đơn giản như thế này, màu nâu và màu đen, để cho mình dễ mặc đồ đó mấy em. Và những cái dây nịt là như thế này ha. Đó, nó. Đây là cái túi đeo chéo hologram, hay còn gọi là túi bao tử, 145.000 đồng. Đây nha, rẻ hơn một số shop bán tới 190 rồi 160 gì tùm lum hết luôn á. Mà chị shop chị chỉ bán có 145 thôi nha mấy em. Đây, màu hồng và màu xanh. Rồi màu tím luôn nè. Đây, rất là đẹp luôn nha mấy em. Có 3 màu ha. Nón hiện nay là cũng đang rất là hot vì chuẩn bị đi học rồi ha. Các bạn nào mà nhà gần trường á thì mình sẽ đội nón đi học. Nó vừa mát mà vừa dễ thương. Như thế này, 130.000 đồng. Còn áo thì các em biết rồi, áo hoodie là 60.000 đồng ha. Có nón và tay dài luôn, che nắng được luôn ha. Áo khoác rin, đó, áo khoác rin thì là 150.000 đồng. Đủ kiểu hết, rất là mát luôn, dày dặn nha. Vừa thời trang mà lại vừa mát, che nắng, không bao giờ lỗi mốt hết nha, các em yên tâm. Và shop còn có cái mẫu áo này nữa. Đây, mẫu áo mèo, mẫu áo thỏ chứ. Đó, màu áo này thì cũng là 150.000 đồng, áo sơ mi nha mấy em. Áo này thì là 150.000 đồng. Còn những cái mẫu áo như là áo nón, áo này nè, đó thì là 50.000 đồng ha. Chị quay sơ lại cho các em xem. Đó, bạn nào mà quan tâm tới thời trang ha, cái này là thỏ nè. Thì hãy xem, áo thủy thủ mặt trăng, áo Blackpink, tất cả đều là 50 hết nha mấy em. À, váy như thế này thì là 60.000 đồng một cái váy rời. Wow, cái áo này thì chị thấy rất là đẹp luôn nè. Đó, có tay bồng bềnh ở bên hông nữa, cũng chỉ có 50.000 ha. Đây, rất là đẹp. Áo nè, áo 18 tháng 5 cũng chỉ có 50.000. Đây, cực kỳ xinh luôn nha mấy em, chỉ có 50.000. Đó, áo sơ mi mà cái form là đuôi tôm như thế này nè, cũng là 50 luôn á. Đây, đặc biệt là có cả váy nữa. Đây, váy mà váy quần đó nha mấy em. Ở phía trước thì là váy nè, nhưng các em xem ở phía sau của nó thì là một cái quần ha. Rất là thoải mái luôn, chúng ta mặc thì rất là thoải mái luôn. Như thế này đây. Rồi, ở bên đây á thì các em xem này, cái kho bên đây là áo jean ha, quần. Nhưng mà mấy cái quần mới thì là chị để ở đây, hơi tối một chút xíu. Và còn có là cái mẫu mà váy jean nha. Váy jean quần như thế này nè, được các bạn rất là yêu thích, bởi vì jean là không bao giờ lỗi mốt nha. 50.000 đồng, ở phía sau là phần thun nữa, rất là dễ mặc luôn. Đợt trước là bị hết hàng và bữa nay là có lại, vẫn chỉ giá là 50.000 đồng thôi. Tiếp đến thì là quần nha, quần thời trang. Đây các em xem nè, nó sẽ có là ba cái sọc như thế này. Đó, ba cái sọc rất là đơn giản, đính nút như thế này. Lại có tách một cái đường, cái đường giống như là dây kéo á. Nè, tách ra làm hai. Các em xem cái form quần nó rất là đẹp luôn, như thế này ha. Và dây kéo thì là nó nằm ở phía sau nha. Đó, quần này là quần lưng cao. Đó, mặc với áo crop top thì là đẹp ơi là đẹp luôn nha. Để đi chơi thì rất là tuyệt vời luôn á mấy em. Đây, đi chơi hoặc là mình mặc ở nhà cũng rất là thời trang. Cũng chỉ có 50.000 thôi nha. Sẽ có size luôn nha mấy em. Từ là size 27 nè, 29 nè, 28 nè. Rồi, size 26 ha. Coi như 26, 27, 28, 29. Thì cái vải màu trắng thì nó sẽ cái màu nó như thế này. Đó, nó là kaki nha mấy em. Đây nè, kaki. Và nó có cái sự co giãn nha mấy em. Tương tự như vậy thì là chỉ có cái mẫu quần Adidas. Đó, cũng là 50.000 đồng, màu hồng luôn.
rất là xinh, cũng size từ 26 cho tới là 29. Đây các em xem, chữ Adidas ha, có kim tuyến nổi bật chưa? Đó, và có một ít rách nhẹ ở đây. Nó cũng là thuộc hàng kaki thun mềm ha. Đó, mềm nhưng mà đủ dày dặn để mình mặc rất là đẹp luôn. Có tutu nhẹ ở phía dưới ha, túi đồ là đầy đủ luôn á mấy em. Đây, các em xem nè ha. Từ cái đường may nè, cho đến là cái phần túi nè, cho đến là cái phần Adidas nè. Túi ở phía sau nữa nè, thấy không? Rất là đẹp luôn nha, có bọ để đeo dây nịt luôn. Cả hai mẫu quần đều rất là thời trang, không biết là các em sẽ thích mẫu nào hơn. Mẫu này thì lưng bình thường, mẫu này thì là lưng cao để mặc áo crop top đều rất là đẹp ha. Còn mẫu này thì là lưng thường. Đó, đều là 50.000 đồng. Tuy nhiên nó có cái phần nhấn nhá chữ Adidas này nè, chiếu chiếu giống như là Blackpink hay mặc mấy cái đồ vậy đó mấy em. Đó, Blackpink hay mặc mấy cái đồ chiếu chiếu màu hồng đen như thế này. 50.000 đồng ha. Và coi như là hôm nay thì chị chỉ giới thiệu đơn giản như vậy thôi, chủ yếu là về quần áo với lại cập nhật hai cái mẫu quần mới này cho mấy em nha. Còn các bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ là xin phép ba mẹ gọi 0937899707 đó để đặt hàng. Rồi, hẹn gặp lại ở video sau nha. Bữa giờ chị kêu để chị quay Wixi với lại hàng mới về mà chị chưa có quay được nữa, tạm thời quay mấy cái này trước ha. Bye bye, hẹn gặp lại các em ở video sau.